Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video trước chúng ta đã hoàn tất được cái việc mà gắn xương cho con rái cá này ha. Thì chúng ta đã xong bước số 1 rồi. Giờ chúng ta sẽ qua bước số 2. Bước số 2 là cái bước mà liên kết giữa xương và da. Rồi thì đầu tiên thì các bạn chọn hết cái phần xương đi và da. Chọn xương thì bạn hãy là nếu video trước bạn có gắn cái laser á, gắn những cái xương ta vô cái laser zone này rồi á, thì bạn hãy click vô đây, bạn chọn cái này, Selectrum Laser, là chọn hết tất cả cái phần xương ta đó. Còn nếu bạn lỡ bạn chưa có gắn laser thì bạn hãy vào trong đây, ta còn một cách thứ hai nữa để chọn hết cái xương ta, thì bạn click vô cái con mắt nè, bộ lọc filter, bạn chọn cho tôi là đây có 67 cái zone nè, thấy chưa, bạn nhấp đôi chuột trái vào đây, nó sẽ chọn cho chúng ta hết 67 cái zone này. Rồi 67 cái xương á, giờ chúng ta sẽ chọn thêm cái phần da nữa. Rồi bạn giữ control, bạn click vô cái laser da này ha, laser da đây đó. Rồi laser da này chúng ta sẽ mở tính năng mở khóa đi ha, nếu bạn có khóa thì mở khóa ra ta chọn nó được. Rồi sau đó các bạn sẽ vào trong đây, bạn sẽ chọn cho tôi cái lệnh file này như là xong. Nhưng mà trước khi chọn thì bạn click vô cái đánh răng cưa nè, ta điều chỉnh một tí. Thì trong đây nó sẽ có hai chế độ, ta chọn distance zone 2, nghĩa là hai cái xương á, hai điểm zone. Rồi trong đây thì bạn chỉnh cho tôi cái này thôi, bạn chỉnh cái distance này tăng lên từ 50 lên 100 cho cái khoảng cách nó liên kết giữa xương và da cho nó rộng ra. Sau đó bạn nhấn ok, tại vì nãy tôi mới vừa làm rồi, bạn chưa làm thì bạn nhấn ok ha, là xong. Thì sau khi bạn vừa nhấn ok xong thì nó sẽ xuất hiện chúng ta hai thứ trong phần lý thuyết tôi nói rồi ha. Nó xuất hiện chúng ta hai thứ là cái này cái lý thuyết nè bạn, cái lý thuyết mà ta nói bạn nè, vẽ khớp xương là một nè, bước thứ hai là gắn xương với da. Thì sau khi bạn vừa nhấn nút ok xong thì nó xuất hiện ta hai cái đối tượng, một là cái skin hay là cái thẻ quay ha. Này lý thuyết tôi nhắc lại thôi. Thì cái skin là cái này nè bạn, cái phần da nè đó, còn cái thẻ quay chúng ta nè, thấy chưa. Rồi thì như vậy là xong rồi. Thì chúng ta có thể là chọn thử thử một cái xương nào đó để chúng ta chuyển động thử. Thấy giờ nó liên kết nè, thấy giờ liên kết cái xương và da rồi, nhưng mà nó chưa được chính xác. Thì giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại sao, ta sẽ sử dụng thấy giờ nó đã liên kết giữa xương và da rồi. Thì mới có liên kết thôi các bạn, còn cái việc mà chính xác nó đúng không thì chúng ta cần phải kiểm tra lại cái thẻ quay này nữa. Thì qua video sau đi, video sau chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta sẽ kiểm tra lại cái thẻ quay này cho nó chính xác các bạn. Video này các bạn tạo được cái mối liên kết như vậy là ok rồi, như vậy là ok rồi, thẻ tạo được cái skin với cái thẻ quay này là được rồi. Từ từ thôi. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.